Em xin chào cả nhà, chào đại gia đình. Hiện tại là em đang có mặt trên đường này. Trước mặt em là cái ở dưới đây nó tên đường nó chưa rõ ràng. Trước mặt em cả nhà biết không, cái cầu này là cầu có tên đặc biệt là cầu Săn Máu nha. Ngày xưa là cái chỗ này, cái suối này là suối Săn Máu. Cái tên này nó chắc cũng gắn liền với lúc mà chiến tranh đó cả nhà. Tại vì ngày xưa chắc chiến tranh á, chết nhiều quá, máu chảy trên suối luôn, đỏ luôn, cho nên người ta mới đặt tên là cầu Săn Máu. Hiện tại là em đang trên quẹo, vừa quẹo ra đường Nguyễn Ái Quốc nha. Đường Nguyễn Ái Quốc. Thì ở đây ngày xưa cách đây chừng chục năm á, chỗ này nó còn hoang sơ lắm cả nhà. Ngày xưa ở đây mà mưa nha, mưa ở trên đây nó có một cái đặc điểm á. Một cái đặc điểm á là nó không phải như Sài Gòn. Khi mà mùa mưa á là nó nước nó động dũng xuống. Nước nó dồn xuống thành một cái giống như là cái ao luôn. Mấy cái con đường này chỗ nào trũng á là nó sẽ nước nó sẽ dồn xuống, không nó sâu, nó độ sâu hơn là ở Sài Gòn nữa. Xe máy đồ qua không được luôn. Cách đây bởi vì vật đổi sao dời hết cả nhà. Cách đây chừng 10 năm thôi, ở đây nó còn hoang vắng lắm. Thành phố Biên Hòa thì lúc trước chưa cũng là một thành phố lớn hết cả nhà. Nhưng mà theo thời gian thì cũng như các đô thị khác cũng mới phát triển gần đây thôi. Nhưng mà giờ cũng có nhiều người chê thành phố Biên Hòa là nói chung là chậm phát triển, đường xá thì rất là chật, được một vài con đường thôi. Ví dụ đường Nguyễn Văn, đường này là đường Nguyễn Ái Quốc nè, rồi đường Đồng Khởi thôi. Chứ ngoài ra những con đường kia nó cũ hết rồi, nó chật chội lắm. Đó. Trước em về đây 10 năm là 10 năm trước đi về đây là không có nhiều cửa hàng gì đâu. Bây giờ kinh tế phát triển rồi thì người ta mở cửa hàng nhiều, bán đồ nhiều hơn. Ở dưới đây một cái đặc biệt là nó rộng rãi cả nhà, cho nên là người dân đi xe hơi nhiều hơn, cảm giác là vậy thôi. Nó gì nó không bằng Sài Gòn nhưng mà nó là một trong những thành phố phía Nam này mà rộng rãi, thành phố mà cũng có miền quê, cũng chưa phải là đô thị lớn như Sài Gòn, nhưng mà người dân họ đi xe hơi cũng nhiều. Tại vì nó được thuận lợi cái là ở dưới đây người ta có chỗ đậu, đi xe hơi có chỗ đậu á, đất rộng, mấy cái cơ quan hay là mấy cái chỗ tới rồi nó có chỗ xe hơi đậu, cho nên người ta đi nó thoải mái hơn. Bây giờ ở đây nó cũng rất là đông rồi, cho nên ở ngã tư này người ta xây một cái cầu hầm chui, rồi một tai nạn xảy ra, té. Đường đông quá thì nó dễ xảy ra va chạm hết cả nhà. Ở phía trước em là cái ngã tư giữa đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Ái Quốc. Thì công nhân nhà máy xí nghiệp nhiều cho nên là chiều tan ca là hay kẹt xe lắm. Cho nên người ta mới làm cái hầm chui cả nhà. Khoảng mà chạy một phút nữa em sẽ gửi đến cả nhà hình ảnh về cái hầm chui này. Đây là quán xá, quán nhậu đồ quá trời không? Hot girl cũng có luôn, gì cũng có hết. Phía người ta phải em á là trước đây nó là một cái siêu thị Bixi. Bây giờ nó bán cho một chủ mới, người ta đặt tên, đổi tên mới thành Go rồi. Đây là cả nhà, có cái hầm chui thì xe nào đi thẳng á, đặt ha, thường là xe hơi thôi, xe hơi, xe ô tô đồ đi thẳng á, thì qua thì họ đi chui xuống hầm. Có xe máy luôn, xe máy được đi luôn. Và bây giờ nãy quẹo bên tay trái thì đi theo đường Đồng Khởi ra hướng đó là bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đi ra quốc lộ luôn cả nhà. Còn đây thì em đi về trung tâm thành phố Biên Hòa nè,
sẽ đi đến cầu Quá An. Đó cả nhà thấy không, ngày xưa ở đây thì nhà nó lưa thưa lắm, nó có chưa có nhiều cửa hàng gì đâu. Bây giờ thì rất là đông rồi, cửa hàng quá trời luôn, sơm tụ lắm, không thua gì ở Sài Gòn. Nó đi buồn ngủ nói cho nghe con. Thành phố này cũng trồng rất là nhiều cây cho nên là buổi tối mà mở đèn thôi đôi khi nó cũng bị hạn chế, là nó bị khuất những cái hàng cây á, nên có đoạn thì sáng, có đoạn thì không sực sáng lắm. Bây giờ đã là 6:10 buổi chiều cả nhà ơi. Trời chạng vạng ha. Chạng vạng là tên của một bộ phim của người gì đó. Bên đây là bệnh viện tâm thần trung ương 2 là bên tay phải mà cả nhà. Chỗ này nói chung là cũng nhiều cái vấn đề lắm ha. Bệnh viện tâm thần mà. Những bác sĩ nào mà làm ăn có tâm thì đỡ, còn không có tâm thì cho bệnh nhân uống mấy cái thuốc mà nó không có chất lượng á. Bệnh thì không có giảm được, không có trị được, mà nó làm cho bệnh nhân mệt đi, ngủ hay sao đó thì nó sẽ giảm. Cái trước kia là cái công viên à. Công viên lớn không, người ta thả diều. Bên tay trái là công viên. Một thanh niên chạy patin. Đó, cả nhà thấy không, chiều đô thị, hoàng hôn ở Biên Hòa. Nó có gì khác so với Sài Gòn. Cát nước nữa cha nha. Đây hả? Để cho đậu cho con uống.